Xin chào các bạn đã quay lại với CLGTA và video này đã được quay sau Tết. Hy vọng các bạn đã có một mùa Tết ăn chơi vui vẻ và vẽ được nhiều tranh đẹp. Ok, ở Medibank bây giờ mình đã đổi cái ngôn ngữ của Medibank của mình qua tiếng Việt. Cách đổi ngôn ngữ là các bạn sẽ vào cái menu trên đây ha. Do mình đã đổi thì cái chữ này hồi tiếng Anh nó sẽ là Window. Rồi xong các bạn qua đây cái have. Sau cái language ở đây là tức là ngôn ngữ, các bạn đổi sang Vietnamese thì nó sẽ thể hiện ra thành cái ngôn ngữ Vietnamese là tiếng Việt như thế này. Mình cũng thấy hơi hơi ngộ ngộ tại vì đó giờ mình không có xài cái ngôn ngữ tiếng Việt. Rồi ok, ở video này mình sẽ chỉ cho các bạn rất là đơn giản, đó là nếu như các bạn lỡ tắt mất cái bảng màu nè, tắt mất cái ô màu nè, tắt mất cái ô cọ, nói chung là tắt hết tất cả cái menu này của các bạn thì làm sao để khôi phục lại cái mấy cái ô này của các bạn đây. Thì bây giờ rất là đơn giản, các bạn vào menu, sau đó các bạn chọn cửa sổ thì nó là window đó. Thì bây giờ khi các bạn hạ cái cửa sổ xuống, các bạn sẽ thấy có màu, bảng màu, xem trước cọ, kiểm soát cọ, cọ hoa tiêu. Hoa tiêu là cái navigator để cho các bạn theo dõi cái tranh á. Ví dụ bạn mở cái hoa tiêu này lên, rồi các bạn mở cọ lên, nó các bạn thiếu cái gì, các bạn thấy nó chưa tích cái gì thì các bạn mở cái nó lên. Tham chiếu ở đây tức là các bạn sẽ bỏ cái file reference vào trong này để mình mở lên hết đi ha. Mình không có mở brush size mà mình sẽ mở lớp, rồi màu nè, bảng màu, kiểm soát cọ, kiểm soát cọ, ok là cái này. Sau đó thì các bạn có thể rê vào ngay cái ở đây có một cái đường kẻ xanh nè, các bạn sẽ rê vào đây và kéo xuống cho nó về vị trí mà các bạn mong muốn, hoặc các bạn có thể nắm cái panel này ra và rê nó về một vị trí khác nếu như các bạn thích. Đó là tùy theo mỗi cá nhân yêu thích như thế nào thôi, nó không có quan trọng. Rồi cái hoa tiêu ở đây, rồi thả hoa tiêu về đây. Thì cái navigator, cái tham chiếu nó là reference. Thì ví dụ như bạn mở một cái file ra, như các bạn vào trong đây có cái ô folder này đúng không, cái nút này các bạn bấm vào thì các bạn sẽ thấy một cái hình, ví dụ như hình kiểu như vậy. Rồi sau đó các bạn có thể mở tạo một cái file mới và vẽ kế bên, các bạn có zoom ra zoom vào ở đây để coi và kéo xem cái nhân vật đây như thế nào để các bạn vẽ theo. Tại vì có nhiều bạn làm commission như mình á thì mình phải hay vẽ theo một cái nhân vật nào đó, thì mình sẽ có cái tham chiếu kế bên thì mình sẽ dễ dàng hơn trong việc mà coi quần áo, màu sắc của những cái này nó như thế nào. Thậm chí các bạn có thể pick màu luôn, là chọn cái công cụ pick màu ở đây, các bạn pick màu đây, các bạn thấy màu nó đã thay đổi nè đó, để các bạn có thể tô màu cho nó chính xác khi các bạn làm commission cho người ta làm vẽ tranh theo đúng cái bảng màu của người ta. Rồi, rất là đơn giản vậy thôi. Video này giúp cho các bạn lấy lại những cái window, những cái cửa sổ mà các bạn bị mất khi các bạn vô tình tắt phải cái những cái cửa sổ đó. Hy vọng các bạn sẽ cái này sẽ giúp ích cho các bạn, và mình sẽ làm thêm ở video lần sau nhé. Hẹn gặp lại.